Hiện giờ là 2 giờ 54 ngày Chủ nhật 29 tháng 8 2021, Mr. Lem có mặt ở nhà bạn của Ngọc Hân ở thành phố Orange. Ok. Dạ. Bây giờ mình qua cái góc này ha. Dạ, đây là cây cái tưới. Cái này là tưới. Dạ. Ở đây trồng đủ loại cây hết ha. Wow. Yeah, thấy táo tạo. Tí nữa mình sẽ quành lại qua quay cái cây cây trứng cá. Wow. Măng đỏ quá trời nè. Yeah. Bazilian. Yeah. Yeah, nhãn. Ồ, nhãn năm nay cũng ở đây cũng đậu quá nè. Rồi tiếp tục đi luôn. Bơ. Wow. Cây vải. Ồ, nhà này đất lớn quá. Mấy mẫu chứ? Gần một mẫu. Gần một ác cơ quả. Qua bên đây luôn. Cây bơ. Có ba cây bơ, còn đây là cây táo. Táo nè. Cây xoài. Wow, xoài có trái luôn. Đúng rồi, chim với sóc ăn, đúng rồi. Cái mãng cầu. Mãng cầu này cháu có chấm không hay là nó tự nhiên nó đậu? Dạ, vậy chấm phải giấm ít thôi. Wow. Dạ. Chỗ chú phải chấm dữ lắm. Dạ. Trồng đậu đũa. Đậu rồng, đậu đũa. Wow. Trồng được đậu rồng nè. Rồng này là cháu tự gieo hay là mua cây giống? Wow, giỏi quá vậy. Dạ. Đậu đũa trái bự quá trời luôn nè. Wow. Trong đó là cây mãng cầu. Mãng cầu. Mãng cầu hoàng hậu. Dạ dạ. Cây sa bô che. Hả? Cây trứng gà giống như sa bô che hả? Đây là cây mận. Mận nữa. Wow, đủ thứ. Có đi mới thấy là nhà này là quá lớn và trồng nhiều loại cây trái. Mãng cầu, rồi cóc. Cóc thái. Cái greenhouse trồng cái gì trong đó vậy? Trái bí đao lớn quá trời luôn. Ok. Đây là mận thái. Mận thái xanh. Bên đây là mía với lại ok, thanh long. Thanh long này, thanh long đỏ hả? Không, chú nhìn thấy cái cây cái cọng ổn là chú biết nó là cái giống ruột đỏ. Cái này
ổi lá tròn là không hột, nhớ chú ý nè. Hễ cái lá tròn là không hột. Ờ, chuối này loại chuối gì? Chuối không biết tên. Mà ăn mà cái... nó hơi ăn cái loại mình luộc ăn như chuối ngự không? Dạ không, con không biết nữa, nhưng mà cái vị nó hơi chua một chút. Ờ đó. Đó là chuối gì đó. Có cây đu đủ nằm trong thùng mà vẫn trái. Dạ. Cái xương xăm nó bò. Cái này là hồng mềm. Dạ. Yeah. Hồng mềm. Cái này xương xăm kìa, nó bò lên cho nó. Yeah. Xăm. Dạ, xương xăm. Dạ. Yeah. Xương xăm. Này là khoai mì nè. Ồ. Khoai mì. Vì hồi xưa chú trồng khoai mì nó lên rồi nó chết. Ở đây trồng được là quá hay rồi đó. Không thấy. Rồi giờ mình tắt cái mình đi qua cái góc bên kia. Ok. Đi luôn. Ờ, nếu đi luôn được thì đi luôn. Yeah. Khỏi. Đi luôn. Wow. Sung. Dạ. Fit mà cái loại này nó sọc sọc á. Hồi đó giờ chú thấy hai loại trắng với loại tím. Dạ. Mà loại này nó lại có sọc ngộ ha. Dạ. Wow, đất rộng quá. Đây không có cây ăn trái. Nếu mình đi lòn qua chỗ cái cây kia thì mình đi luôn. Ở trong nhà giờ pha đi bếch đê, mấy đứa nhỏ nó đang tắm trong hồ. Tí nữa đi vô cổng chính, đi vô nhà rồi quay hồ. Ok, cũng được, ok. Rồi, mình tiếp tục. Red house. Strawberry in my tree. Hả? Còn cái này là loquat. Dạ. Chú thấy bông hẹ qua rồi phải không? À hả? Nhỏ nha, không phải lá lớn. Oh. Yeah. Cái đó lá rất là mm-hmm. nhỏ mà nó rất là thơm. Wow, thơm, đúng rồi. Are you giving a tour? Yes. Cây sabuche. Aha. Cái này là nho thơm gỗ. Nho thanh gỗ, cái cây của người Diêu á. Sẵn tiện Mr. Lem xin nói thêm, hôm nay nhà cô Trang có tổ chức tiệc từ khách cho tới chủ nhà, đâu có ai đeo mát đeo gì đâu. Này giống vô tầm ăn ha. Dạ đúng rồi, chú giỏi quá. Trời ơi, chú gì dân trồng cây mà nhìn là phải biết á. Vô tầm ăn. Dạ, cái loại này là loại. Vậy là cái loại trái như con sâu rồi á, nó bò nó dài. Dạ. Wow. Nè có khoai chuối nữa kìa. Dạ. Cái này là cầu xiêm. Loại mặn cầu gai. Cái mặn. Còn ở trong góc bên kia là cây khế. Ờ cây khế hả, thấy luôn. Đang dạ. Có trái. Đây khế trái nè. Còn cái đó là cây mãng cầu. Cây mãng cầu nữa. Mãng cầu đỏ, mãng cầu la thái đỏ. Cái loại giống trái đỏ, ok. Đó thêm cây bơ nữa. Hả? À. Cây sao vui chơi đang có. À hả? Mãng cầu nữa nè. Dạ, mãng cầu, ly xà, mãng hậu, đủ thứ loại. À, nó tháp vô chung một cây. Dạ. Wow. Rồi bây giờ là đặc biệt cái cây này là cây trứng cá nè. Cô chủ nhà mới trồng có một năm mấy thôi. Cái này ok, dạ, yeah. Thank you.
trứng cá đó, mà trái quá, xài xài hơn trái Việt Nam nữa. Quá sai luôn, chín đỏ hết. Chúng nhìn cây này sao? Cây siêu đũa bông trắng. Và đó là bưởi thanh trà. Bưởi hai cây. Bưởi ngót thanh long. Còn cây này nữa là thai quang. Thanh long này là đỏ nè. Giống này là Taiwanese. Này là lúc đó mua cây giống ở đâu? Mua về ghép. Nó nằm ở trong... Rồi ai ghép cho cháu? Trời, giỏi quá vậy ta. Wow. Quá good. Cà pháp. Có phải người Bắc không mà trồng? Dạ không, tại thích ăn. Dạ. Cái đó là cây ổi. Cây ổi nó dài như vậy nè. Cái trái nó cao. Dài. Còn cây đó cây cam hả? Cam. Dạ. Bên này chanh dây. Dạ. Wow. Đây, chuồng gà. Bồ câu. Dạ không. Gà. Đẻ trứng quá trời. Dạ. Nhưng mà gà Mỹ nó đâu có biết ấp phải không? Nó chỉ đẻ thôi. Nó ấp nếu ấp hả? Nó đang ấp. Mấy em này đang ấp nè. Dạ. Dạ, nhưng mà không có nuôi gà trống. Gà này chỉ là để ăn trứng thôi. Bưởi nữa. Gà. Đó, bưởi thanh gà. Dạ. Bây giờ mình vô từ cửa trước vô luôn. Dạ. Cái này là cây táo tám sa sugar cane, cái loại cái gà ban ngày thả cho nó ra rồi tối nó vô chuồng hả? Nó tự động hả? Thank you. Vô nhà. Hello. We're on YouTube, guys. Yeah. Hi. Hello. Giờ trở ra cái hồ tắm đây. Xin lỗi quý vị khán giả đang coi cái clip này sẽ hơi chóng mặt vì Mr. Lem gấp đi quay phim ở Huntington Beach cho Sarah cho nên đi hơi lẹ. Mr. Lem cũng xin nhắc lại mời quý vị coi những người ở đây không có ai đeo mask, đeo mặt nạ gì hết trơn. Đâu có ai sợ nói ở Cali bệnh hoạn gì. Hello. Are you filming the Trump? Yeah. Don't blame me. I vote for Trump. Okay. Rồi, coi như Mr. Lem chấm dứt phim tại đây. The best.
for watching, and don't forget to subscribe.